Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một cái kinh nghiệm xương máu trong cái quá trình mà không am hiểu pháp luật dẫn đến những cái hậu quả mà mình là người phải gánh chịu. Tên video hôm nay của tôi có tên là Mua bán làm vòng, người bán lãnh đủ. Thưa quý vị và các bạn, mua bán lòng vòng đó là một cái câu chuyện mà hiện tại đang ở tòa án mà luật sư là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ. Cái câu chuyện quay về cái người có đất, có nhà, họ khó khăn. Và khi họ khó khăn thì họ đến cái dịch vụ để mà vay tiền. Khi mà dịch vụ vay tiền chỉ cho vay với số tiền là 100 triệu thôi. Dĩ nhiên số tiền này đã được luật sư thu mã hóa. Và các bạn biết không, khi vay tiền nhưng lại ký chuyển nhượng. Và các bạn biết rồi, bà số 1 bả lại ký chuyển nhượng cho bà số 2. Bà số 2 lại ký chuyển nhượng cho bà thứ 3. Bà thứ 3 lại ký ủy quyền cho bà thứ 4. Bà thứ 4 ủy quyền cho bà thứ 5. Và đến giai đoạn này, đó là người mua. Người mua cuối cùng hiện tại cho đến thời điểm này, đó là người mua ngay tình các bạn ạ. Người mua ngay tình họ đã giao tiền nhưng chưa được nhận nhà, sang tên đăng bộ thì bị chặn. Bây giờ giữa cái người mua ngay tình và cái người cho vay, người vay tiền ký chuyển nhượng, hai người gặp nhau, hai người bị hại, nó giống hình sự đó quý vị, hai người bị hại gặp nhau. Còn cái đoạn là số 1, số 2, số 3, số 4 họ không hợp tác quý vị và các bạn. Dĩ nhiên trong cái quá trình mà đi hồ sơ ở tòa thì luật sư sẽ từng bước bằng một cái sự nhẫn nại, bằng một cái sự kết nối để giúp cho cái người vay tiền ký chuyển nhượng và cái người cuối cùng là người mua ngay tình gặp nhau. Một cái điều đó là không khó có thể gặp nhau được quý vị và các bạn. Trong khi các bạn biết không, cái bà đi vay, cái bà mà bà có đất có nhà đó, bà đi vay có 100 triệu. Bây giờ bán lòng vòng, bây giờ đến con số 3 tỷ. Thì các bạn nghĩ thôi, làm sao có thể gặp nhau được con số 100 triệu và 3 tỷ đồng đây. Trong khi cái người số 1, người số 2, người số 3, người số 4, người số 5, những cái người ở khúc giữa, họ không hợp tác, thậm chí họ bán xong họ bỏ. Đó cũng là một trong những cái lý do mà tôi có một cái chương trình gọi là mua bất động sản an toàn. Thậm chí sẽ có những cái hướng dẫn về bán bất động sản an toàn nữa quý vị. Những cái người dịch vụ không có tâm, họ chỉ đưa 1 đồng, họ thu lợi 5 đồng, thậm chí họ thu lợi 100 đồng. Trong khi cái kiến thức pháp lý, các bạn ạ, đúng, cái giao dịch này là giao dịch vay tiền giả cách song song với hợp đồng vay tiền là một cái hợp đồng chuyển nhượng. Từ cái giao dịch ban đầu nó như vậy. Bà thứ hai, bà nói đúng rồi, thật ra đó, tiền không phải là tiền của tôi mà tiền của một cái bà A nào đó bà đưa tôi. Bà nói thôi, tôi đứng ra tôi làm một cái việc gì đó đi, giống như là đứng tin dùm, đứng làm một cái bình phong, cho nên cái quyền điều khiển ở phía sau đó là của bà. Sau khi không trả được cái số tiền cho vay này thì tôi buộc lòng phải ký chuyển trả ngược lại cho bà. Mệt mỏi lắm quý vị và các bạn. Mua bán lòng vòng, người đầu tiên và người cuối cùng là người lãnh đủ.
trong cái từ cái người số 1 tới người số 5 có những người qua hợp đồng ủy quyền, có người bán qua hợp đồng ủy quyền, có người bán qua hợp đồng chuyển nhượng, và tất cả đều được sang tên đăng bộ. Và tất cả những người đó là những người dịch vụ không hơn không kém các bạn ạ. Họ nhảy từ con số vài trăm đơn đến con số tỷ và cuối cùng dừng lại ở mức 3 tỷ đồng. Bài toán chưa có lời giải. Các bạn ạ, thông qua video này, tôi mong muốn quý vị và các bạn, những người đang là chủ đất, anh muốn đi vay tiền, anh phải hiểu tính chất pháp lý của vay tiền. Việc vừa vay tiền vừa ký hợp đồng chuyển nhượng có hại cho anh không? Cái người mất nhà mất đất là anh, nếu trong trường hợp anh không hiểu pháp luật. Tôi muốn nói cho những người đi đầu tư, những người đi mua đất, phải hiểu được rằng khi chúng ta đi mua, khi chúng ta đi nhận chuyển nhượng cái nhà này, thực tế tại sao chúng ta đưa tiền cho họ mà không nhận nhà? Ba yếu tố để đưa mua một bất động sản an toàn đó là cái gì các bạn? Tính pháp lý. Hồ sơ đang khởi kiện ở tòa đó quý vị và các bạn. Hồ sơ đang được ở phòng ở tòa mà bây giờ vẫn ký bình thường. Thứ hai, xem nhà đất thực tế. Tôi còn nghe kể được rằng là cái người mua họ được ấn định cái giờ, và họ đến họ nói rằng là gì? Những người mà đang ở trên đất là những người thuê nhà của họ. Tại sao chúng ta không chậm đi một bước, chúng nói ủa nhà này thuê hả, thuê bao nhiêu, thời hạn bao lâu, có hợp đồng gì không? Thế tại sao cái người bán đất đó, cái người bán nhà đó họ không có cái ràng buộc? Chúng ta phải hỏi tới mức độ đó, thậm chí chúng ta phải hỏi những người hàng xóm nữa. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đi một cái hồ sơ về buồn lắm. Buồn vì cái sự hạn chế của người chủ đất, buồn về cái sự hạn chế của người mua đất, dẫn đến hai người bị hại gặp nhau. Gặp nhau nhưng bài toán thương lượng không thể được. Bây giờ chỉ yêu cầu những cái mắt xích từ số 1 các bạn ạ, tới số 2, số 3, số 4, số 5, ý chí của họ như thế nào. Và tôi tin rằng cái bài toán này không thể giải quyết được trong một sớm một chiều các bạn ha. Cảm ơn quý vị và các bạn. Có những lúc luật sư đi tòa, luật sư có những cái nỗi buồn, thì vì lực bất tòng tâm các bạn ạ, vẫn muốn san sẻ, vẫn muốn nhân rộng cái mô hình dân ta phải biết luật ta đến cho tất cả mọi người, để khi chúng ta bị dịch vụ, bị cò dắt mối, bị xỏ mũi thì chúng ta sẽ tỉnh táo trước khi chúng ta xuống tiền đầu tư các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với tôi trong suốt thời gian qua. Xin trân trọng cảm ơn.